Nếu mà nói thì Hùng nói luôn, tại Hùng cũng hết hơi nói bữa giờ lên cũng mấy tình. Tại dù Hùng nói, nếu nào có ý gì nói thì cái gì nói nha, để giúp sư phụ Hùng dành cái hơi. Cái quan trọng là con nên nhớ, học đường con nói là đúng. Cái học đường sau này nó không có giống học đường thời nay. Cái con người của mình á, nó cần có một cái lịch sử dân tộc, cần thống nhất tiếng nói thì quốc gia sẽ hùng cường nhờ mạnh. Nó cần cái văn hóa, nếu không có văn hóa bây giờ tiền to đô bỏ vô nghìn tỷ thì nó xài lớn à, tiền như núi cũng xài cũng hết. Cái văn hóa là nó sẽ làm cho con người chúng ta phong phú giàu mạnh. Nó phải tự do làm thơ, tự do văn nghệ. Thì những ca sĩ những nước nào mà không có quen con cháu cha mà có tài ca giỏi nó cũng én, Di Phương nó cũng én, còn quen thân với nó thì nó đưa lên. Còn mấy con người mẫu con nào mà không chịu mà đi riêng với nó, sức mấy là chấm thằng nhất. Rất là nhiều bất công. Con biết nước Việt mà muốn sau này cường thịnh, bề trên nó có một cái sơ đồ hết, mà sư phụ chỉ phóng cái sơ đồ sư phụ thôi nha. Thì là mình đã bị thụt lùi 50 năm, thua tất cả, thua thằng Mường, thằng Máng rồi, đúng không? Mà mình muốn máy lại, mình phải trở về cái vị trí cũ là trước 75. Có nghĩa là trước tiên mình phải có một cái policy là cho những người sanh trưởng ở Sài Gòn, ông cha mẹ sanh trưởng Sài Gòn và con cái sanh trưởng Sài Gòn, hôm nay họ vẫn còn sống năm mấy 60 tuổi, họ được ưu tiên mua những căn nhà ở Sài Gòn giá rất là tượng trưng, ví dụ như 1 triệu bán cho họ 100 nghìn, để mình mang cái nền văn hóa của những người đó về. Chứ bây giờ con về Sài Gòn đâu có người Sài Gòn, cái con người nó làm lên thành phố, cái thành phố nó không có làm ra con người. Con nên nhớ vậy, thì muốn mang cái Sài Gòn phồn thịnh lại, mình mang những người Sài Gòn cũ trở về, họ rất là khao khát trở về, họ sống khắp tất cả các nơi thế giới, nhưng mà văn chương chữ nghĩa thì đầy đầu, mà sống tha hương lúc nào cũng muốn về cố hương, thì chính phủ mới phải có những cái chương trình đó. Và đồng thời thứ hai, đất Sài Gòn bây giờ chỉ những người giàu có thể mua 10 căn nhà, người nghèo thì không có. Mà người giàu là ai? Người giàu là ông Nét Cha và Trung Cộng. Thì mình phải có cái policy nào cho đúng, một người một cán, hay là phải sanh ở nước Việt rồi phải quốc tịch nước Việt. Chứ bây giờ Trung Cộng nó qua nó mượn người ta mua 100 căn nhà, bây giờ con thấy nó bỏ đầy Sài Gòn không? Một người làm chủ hầu như là hết 100 căn nhà Sài Gòn thì có người không có chỗ ở, con thấy làm sao? Thế nên mình đem cái number của cái người Sài Gòn, nói tiếng Sài Gòn, văn hóa Sài Gòn, lịch thiệp Sài Gòn, và đồng thời những cái gì mà của Sài Gòn cũ con cứ mang về hết, thì từ đó nước Việt mới có cái nguồn sinh lực trở lại. Đó là ý tưởng của bộ vậy thôi. Sau này phải ngồi họp hội viên hồng, những người lớn tuổi, tất cả những người kinh nghiệm từ Bắc Trung Nam ra, để họ có cái ý kiến để mà thống nhất dân tộc. Bây giờ ví dụ như toàn quốc, ok muốn nói tiếng Huế thì bầu cử đi, nói tiếng Huế thì cho học đường dạy nít nói tiếng Huế, nhưng mà tiếng bản xứ nó muốn giữ thì nó giữ, nhưng ra pháp lịch phải nói tiếng Huế. Còn ai muốn nói tiếng Hải Phòng thì cứ điện nói tiếng, cứ bầu cử ai thắng thì cứ dùng một thứ tiếng, thì cũng gọi là đoàn kết. Muốn nói tiếng Hà Nội bầu cử nói tiếng Hà Nội thoải mái, ok mà muốn ăn cái go bỏ gỗ gò đi về chỗ mày nói, còn lên đây phải là rô nghe. Thì cái việc bầu cử, ai muốn nói tiếng gì thì bầu cử, ai muốn nói tiếng Sài Gòn là bầu cử Sài Gòn, còn ai muốn thì dĩ nhiên con phải biết người ta chọn cái gì đó. Trong lòng mấy con biết ai sẽ bầu cử chọn cái tiếng nào, nhưng mà một cái quốc gia tự do thì cái gì cũng phải tự do, nhưng mà bắt buộc thống nhất tiếng nói. Tại vì không thống nhất tiếng nói nước Việt, bây giờ Cộng sản với Trung Cộng nó muốn diệt nước Việt mình, nó dài đây đọc là diệt Việt Nam, tức là tiêu diệt Việt Nam, con hiểu không? Chữ đi á, chữ dê đê, chữ y ngắn, chữ e, chữ t, tào lao. Có bây giờ chúng ta đọc là diệt đâu, Việt Việt Nam. Tuy là chỗ là người quê nhưng mà cũng chưa bao giờ đánh dần xa cái tiếng Việt Nam của mình.
lúc nào thù dùng chữ Việt Nam coi là hết clip đi. Việt Nam đàng hoàng, Việt Nam, Việt Nam. Cái chữ nghĩa mà nó ra ngoài cộng đồng nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người ta, trong cái trí não nó ghê gớm. Thì Việt Cộng nó thắng là nó chiếm được miền Nam là cũng nhờ nó nhồi sọ. Chứ nó không có nhồi sọ sức máy mà chiếm được